Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề thực hiện cái hoạt động truyền thông và có sử dụng các cái video clip như thế nào. Điều đầu tiên chúng ta cần phải trao đổi đấy là cái xác định cái mục tiêu truyền thông. Thế thì từng bài truyền thông thì nó sẽ có cái mục tiêu riêng cho cái nội dung đó. Mục tiêu thì sẽ thường sẽ nhắm vào mấy cái điểm chính. Thứ nhất là mục tiêu về kiến thức, cung cấp những kiến thức gì cho cái đối tượng là chị em phụ nữ hoặc là nam giới, tùy theo cái chủ đề truyền thông đó. Và mục tiêu thứ hai tức là chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề là hỗ trợ cho họ để họ xác lập được các cái thái độ phù hợp trong từng cái tình huống, từng cái vấn đề mà đang được truyền thông. Mục tiêu thứ ba tức là chúng ta sẽ phải hỗ trợ cho cái người phụ nữ hoặc là nam giới đó những các cái kỹ năng cụ thể, những hành vi chăm sóc sức khỏe, những hành vi về dinh dưỡng hoặc là những hành vi khác liên quan đến là vai trò của thực hành của nam giới mà trong cái việc hỗ trợ của người phụ nữ khi mà mang thai hoặc là khi mà đi sinh hoặc là vấn đề về chăm sóc trẻ sau này. Thì đấy là cái việc mà chúng ta sẽ phải tùy theo từng bài chúng ta sẽ có những cái chủ đề cụ thể, những mục tiêu cụ thể. Và phần mục tiêu này thì chúng tôi sẽ làm cái slide mà chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị để chúng ta hình dung rõ hơn về cái nội dung truyền thông của chúng ta. Sau khi mà chúng ta đã xác định được mục tiêu của cái bài truyền thông ấy rồi thì chúng ta phải sẽ cùng nhau trao đổi một số các cái bước chính hay mình gọi là tiến trình đó, để làm truyền thông theo từng cái chủ đề, từng cái video clip một. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về vấn đề chúng ta phải tìm hiểu cái tài liệu truyền thông. Thế thì ở đây chúng ta như vừa rồi chúng ta xác định được cái mục tiêu rồi thì cái phần tài liệu truyền thông kèm theo ở đây là chúng ta có các cái video clip đúng không? Và một cái đi hỗ trợ đó là các cái slide hướng dẫn cho để mình truyền thông từng cái chủ đề một. Chúng ta chú ý cái điểm đó vì nếu chúng ta bỏ qua cái nội dung đó chúng ta sẽ không biết là như vậy thì cái tài liệu này nó sẽ có những cái nội dung gì và chúng ta sẽ phải xem rất kỹ cái video clip đúng không? Tài liệu thì có thể hướng dẫn là các nội dung chính trong đó có gì nhưng cái video clip là cái diễn giải toàn bộ các cái nội dung chính mà chúng ta có đó đúng không? Chúng ta sẽ xem kỹ và tôi khuyến cáo anh chị em mình ít nhất là nên xem từ 2 đến 3 lượt. Đấy, xem từ 2 đến 3 lượt toàn bộ các cái video clip. Vì trong cái video clip nó sẽ có những cái đoạn câu chuyện, tình huống giao tiếp giữa cái người truyền thông cũng như là với cái người dân. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ còn thấy là gì? Nó còn có những cái đoạn clip thông tin, ví dụ như là có những cái đoạn thông tin, có những cái hình ảnh, có những cái đoạn phim đồ họa mà người ta hướng dẫn về ví dụ như là bú mẹ như thế nào, cách cho bú như thế nào, đúng không? Cách bế con trong quá trình cho bú như thế nào, rồi là cái vấn đề về liên quan khác nữa và những cái thông điệp nữa. Thế thì vậy thì chúng ta sẽ thấy là đoạn phim, một video clip nó sẽ có một đoạn phim giới thiệu tình huống, đưa vấn đề, trao đổi vấn đề, một cái đoạn thông tin, sau đó thì nó lại quay sang một cái đoạn phim để trao đổi tình huống, trao đổi giao tiếp giữa người truyền thông và các cái bà mẹ. Rồi sau nữa lại có thể có những cái đoạn thông tin khác nữa. Vậy thì chúng ta sẽ phải xem rất là kỹ diễn giải điều đó như thế nào, các ý kiến của người phụ nữ như thế nào, các cái câu hỏi, các cái dẫn dắt của cái người cán bộ truyền thông nó được thực hiện như thế nào, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta thấy là những cái phần chính, những cái phần thông tin, những cái phần hình ảnh minh họa bằng đồ họa đó chính là những cái kết luận cho cái phần thông tin phía trước. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta xem ít thì chúng ta sẽ không nắm được toàn bộ tiến trình đó và chúng ta sẽ lúng túng đúng không? Thì nếu mà chúng ta xem kỹ thì chúng ta thấy rằng gì, tất cả những nội dung liên quan đến cái chủ đề truyền thông đó đã được diễn giải một cách tương đối chi tiết đúng không? Điểm tiếp theo là sau khi chúng ta xem xong rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ phải nhớ rằng là gì? Mục tiêu truyền thông của chúng ta có 3 phần. Một là cung cấp thông tin, kiến thức. Hai là xác lập các cái thái độ phù hợp. Và cái điểm thứ ba sẽ liên quan đến là hướng dẫn kỹ năng cho cái đối tượng truyền thông của mình. Vậy thì sau khi tôi xem xong một cái video clip đó thì tôi sẽ phải hình dung xem những phần nào là những phần kiến thức cung cấp cho cái đối tượng mình sẽ truyền thông, những phần nào là những cái phần mà liên quan đến thái độ, ví dụ như những cái đoạn là thờ ơ, không coi trọng cái việc đi khám, không coi trọng cái việc là gì, cho trẻ bú sớm hay nọ kia, thì tất cả những điều đó sẽ phải được tác động để thay đổi là gì? Cái việc đi khám rất cần thiết, phải có thái độ tích cực là chủ động và là gì ạ, quan tâm lo lắng đến cái việc đi khám đó, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến cho bú cũng vậy, là tức là những cái thái độ được xác lập như thế nào và sau đó thì là gì, có những cái kỹ năng gì đó cần khó không. Thì khi chúng ta xác định được rõ các cái
cái nội dung nó liên quan đến từng cái loại mục tiêu đó, mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về thái độ, mục tiêu về hành vi rồi, thì chúng ta sẽ có thể cân nhắc đến là vậy thì chúng ta sẽ cần có thêm những câu hỏi gì, đúng không? Câu hỏi gì để mà chúng ta hỏi đó, chúng ta hỏi cái chị em khi mà chúng ta truyền thông, hoặc cái đối tượng của chúng ta khi mà chúng ta trong cái video clip mà chúng ta đã xem ở đây thì chúng ta thấy là gì, một cái người đồng nghiệp của chúng ta, một cái anh y tế thôn bản ở Mường Lượng, trước khi đi truyền thông thì anh đã chuẩn bị khá là kỹ, anh xem lại các cái hướng dẫn sử dụng cái tài liệu truyền thông như thế nào. Thứ nữa là anh sẽ xem những cái video clip rất là kỹ, và sau đó thì chúng ta nhìn thấy một cái tờ giấy nhỏ ở bên cạnh, anh ấy để tất cả những các cái viết ra những cái câu hỏi chính mà anh ấy muốn là sẽ hỏi cái chị em trong quá trình anh truyền thông cho cái buổi truyền thông đó theo cái chủ đề cụ thể. Như vậy chúng ta thấy là gì, cái sự chuẩn bị kỹ càng đó thì sẽ giúp cho anh ấy rất là chủ động, và chúng ta có thể nhìn thấy được trong đoạn phim sau là anh rất chủ động trong cái việc là anh ấy dẫn dắt cái buổi truyền thông đó như thế nào. Đấy, sau khi chúng ta chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cái công tác là tổ chức cái buổi truyền thông. Và vậy thì như cái phần trên chúng tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ có những cái phần hướng dẫn là anh chị em mình sẽ phải tổ chức là đối tượng, chọn đối tượng như thế nào theo cái nhóm độ tuổi, theo cái nhóm chị em đặc thù là đang ở giai đoạn nào của cái thời kỳ mang thai hay là sinh con hay là chăm con về sau này. Thế thì tùy theo cái nhóm đối tượng đó chúng ta sẽ tổ chức cái nhóm, ta mời gọi người ta đến cái điểm thì ta có thể ngồi tổ chức nói chuyện, trao đổi về các cái chủ đề chúng ta quan tâm. Thì sau khi chúng ta có cái nhóm đấy rồi thì chúng ta bắt đầu vào cái buổi truyền thông, thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ phải giới thiệu. Chúng ta vẫn phải tóm tắt lại là chúng tôi hôm nay thì muốn nói chuyện gì với anh chị em về cái chủ đề gì, đúng không? Đó. Rồi mà cái tiến trình mà bình thường thì chúng ta sẽ làm với việc tiếp theo đó là gì? Chúng ta sẽ cho chị em xem cái clip tình huống, đúng không? Sau khi xem clip tình huống thì chúng ta sẽ làm cái việc tiếp theo, đấy là đặt ra những cái câu hỏi để tìm hiểu xem. Thứ nhất, chị em sau khi xem đó thì nắm được cái câu chuyện đó, cái vấn đề đó là cái điều gì. Thứ hai, những cái thông điệp chính hoặc là những cái hành động chính mà bài truyền thông chúng ta mong muốn cái người tham dự người ta nắm được. Những thông điệp ví dụ như là cái việc là cho bú sớm thì nên như thế nào, hoặc là ví dụ như là gì ạ, tác dụng của sữa mẹ thì như thế nào, đúng không? Hoặc là những cái hành động ví dụ như là không sử dụng các cái sữa công thức nếu như mà bác sĩ không có khuyến cáo, không có đề nghị chẳng hạn. Thế thì tùy theo từng cái bài giảng chúng ta sẽ thấy có những cái thông điệp cụ thể. Và điểm thứ ba là chúng ta sẽ phải tìm hiểu, ngoài cái kiến thức ra rồi, ngoài cái các cái thông điệp ra rồi, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu các cái trở ngại, đúng không? Các cái khó khăn mà những chị em được truyền thông người ta sẽ gặp phải khi mà người ta muốn thực hành theo cái lời khuyên hay lời khuyên cáo của chúng ta. Ví dụ như là chăm sóc trẻ thì người ta có gặp phải khó khăn gì không? Ví dụ như là không sử dụng sữa công thức thì người ta có gặp phải khó khăn gì không? Ví dụ như là trong bối cảnh ở bệnh viện người ta gặp cái khó khăn trở ngại là khi mà đi làm truyền thông, khi mà đi sinh con như thế thì rất nhiều người người ta sẽ ngại, những người khác người ta nhìn vào là mà chẳng lẽ mình đi đẻ ở viện mà mình không mua nổi cho con một cái hộp sữa. Vậy thì cái câu chuyện đó, cái áp lực đó có thể thúc đẩy người ta cái hành động là gì? Tôi phải mua hộp sữa, mặc dù thực sự ra thì không nhất thiết phải có nó, vì là mẹ có sữa nhưng mà vẫn cứ mua hộp sữa. Và chúng ta thấy rằng gì, cái tình trạng thì chị em phụ nữ mà khi đi sinh ở các cơ sở y tế thường bị những cái áp lực, gọi mình hay gọi là những cái áp lực từ những người xung quanh hay là áp lực của những cái chị em, làm cho chị em phải mua cái sữa nó tăng cao hơn. Chứ còn ở trong cộng đồng là chị em ở nhà, sinh ở nhà, cái tỷ lệ, hoặc là sinh ở trạm, tỷ lệ đi mua sữa là rất ít. Vì sao? Vì ai ở xung quanh cũng không có mua hộp sữa nào cả, và chúng ta đều là về nhà và có thể chăm trẻ và cho trẻ bú, rồi có thể là bằng sữa mẹ là chủ yếu. Thế thì chúng ta thấy rằng gì, cái câu chuyện là chúng ta sẽ phải, vấn đề thứ ba tức là gì, đặt ra những câu hỏi để tìm xem chị em, cái đối tượng của chúng ta được truyền thông, được hướng dẫn thì người ta gặp phải những khó khăn gì, và cái bước tiếp theo là gì, trao đổi với chị em về cách khắc phục những các cái khó khăn, các trở ngại đó. Ví dụ như cái khó khăn từ phía bản thân thì họ sẽ phải làm gì, khó khăn từ phía gia đình thì người ta sẽ phải trao đổi với gia đình như thế nào, khó khăn từ phía cộng đồng thì họ có thể vượt qua được các cái dư luận hoặc là cái áp lực của cộng đồng hay không, để họ thực hiện những hành vi mà mình khuyến cáo, mình gợi ý hoặc là mình hướng dẫn, đúng không?
Sau khi mà chúng ta đã có được chốt được những điểm đó rồi thì chúng ta có thể là gì? Luôn luôn nhớ rằng phải nhắc lại những thông điệp chính. Thông điệp chính chính là những cái phần mà được làm minh họa, đúng không? Được làm minh họa bằng các video clip mà hành động, để mình đồ họa đấy, để hoạt hình hay các thứ đó. Thì những cái clip đó là những cái thông... Một cái điểm nữa cần lưu tâm, đấy là sau khi chúng ta chốt được các thông điệp chính rồi thì chúng ta phải nhớ là gì ạ? Là hẹn lại cái lịch truyền thông cho buổi tiếp theo, và các cái nội dung và các công việc cần các cái chị em đối tượng người ta thực hiện ở nhà, đúng không? Thì như vậy là chúng ta đi qua một cái buổi truyền thông. Ở cái hình ảnh vừa rồi chúng ta thấy thì chúng ta thấy có một cái điểm như này, cái nhóm mà một cái người hướng dẫn viên là một cái người truyền thông viên là nữ, chúng ta thấy là bạn ấy làm rất là kỹ, bạn ấy có những cái phần là giới thiệu này, sau bạn có những phần là gì, là trao đổi các cái nội dung của buổi trước này, rồi bạn ấy có cái vấn đề gì là bạn cho xem phim video clip này, sau đó bạn làm gì, sau bạn cho đặt câu hỏi, rồi trao đổi, rồi cùng nhau tìm hiểu những khó khăn trở ngại, đúng không, để người ta thực hành cái hành vi mới. Nhìn như vậy là một cái tiến trình rất là tốt, chúng ta nhìn thấy là cái tiến trình của bạn làm khá là tốt. Nhưng một cái clip nữa chúng ta nhìn thấy là cái, quay lại với cái anh y tế thôn bản của chúng ta ở Mường Lượm đó, anh ấy có một cách làm khá là khác và nó có một cái dẫn giải chậm hơn, nhưng có thể là chúng ta nhìn thấy có những điểm tốt ở trong đó. Ví dụ chúng ta nhìn thấy là anh ấy có một người hỗ trợ, đúng không? Cái người hỗ trợ này toàn tâm toàn ý vào cái việc là gì, phần lớn cái thời gian của chị là chạy cái video clip trên máy tính bảng cho mọi người xem, dơ cho mọi người xem, đúng không? Cái cách dơ máy tính bảng chúng ta thấy cũng rất là tốt, đúng không? Thế thì chị cho chạy cho xem này, đó. Nhưng cái cặp đôi này làm khác với cả cái người trước là gì? Họ dừng lại ở một cái khoảng sau một đoạn video clip, họ dừng lại và bắt đầu họ trao đổi, họ đặt câu hỏi để cho giải quyết cái nội dung ở phần trước, chứ họ không gì ạ, không phải cố gắng là chạy hết cả cái phim. Vì chúng ta thấy là những cái video clip của chúng ta có những cái khá là dài, 15 phút và rất nhiều nội dung, và đặc biệt đến phần cái chủ đề dinh dưỡng chúng ta càng phải chú ý cho chúng tôi là gì, là cái chủ đề dinh dưỡng chúng ta, đặc biệt những phần bú mẹ thì có đến 3 phần. Trong phần hướng dẫn cụ thể tôi sẽ nói, chúng ta sẽ nhìn thấy trong phần slide chúng tôi sẽ hướng dẫn lại, nhưng mà chúng ta thấy là gì, nó có đến 3-4 phần nội dung. Vậy thì nếu chúng ta chạy từ đầu đến hết cuối trong vòng 15 phút đó thì cái người dân của chúng ta, chị em phụ nữ của chúng ta có thể nhớ không hết được các nội dung, và chủ yếu là nhớ vào phần gì, hai phần mà người ta hay nhớ nhất là một là phần đầu ấn tượng, bộ phim nó có cái gì đó ấn tượng, tình huống nó có gì ấn tượng, và thường là nhớ phần cuối. Thế còn khúc ở giữa thì có thể là gì, chúng ta sẽ bị không ghi nhớ được kỹ, đúng không? Thế về câu chuyện là gì, nếu với một cái video clip dài và cái cách làm của cái cặp đôi này, chúng ta thấy là rất rõ ràng, họ ngừng lại, bắt đầu họ hỏi cho cái phần kiến thức đi trước, họ trao đổi và họ kết, đưa ra những các cái thông tin, cái thông điệp cho cái phần nội dung đó, sau đó họ lại mời mọi người xem tiếp, lại đếm đoạn người ta lại dừng lại và bắt đầu tiếp tục cho mọi người gì ạ, trao đổi trên nền cái nội dung ở cái phần 2 đó, và sau đó họ kết luận, họ gói lại, họ kết luận, rồi sau đó thì họ kết lại cho mọi người xem tiếp. Như vậy là gì, trong một cái video clip dài chúng ta có những cái clip của chúng ta trong cái vấn đề về dinh dưỡng, hoặc là kể cả vấn đề là chăm sóc bà mẹ trẻ em, thì có những cái clip đến độ khoảng 10 phút đến 15 phút, đúng không? Thế thì những cái clip đó thì chúng ta cố gắng là gì, xem kỹ để xác định rằng là nó có mấy đoạn, cái nội dung đấy nó có mấy đoạn. Vậy thì đoạn đầu tiên tôi dừng lại và bắt đầu tôi trao đổi, đoạn thứ hai tôi lại dừng lại tôi trao đổi, nếu đoạn thứ ba tôi xem nốt rồi trao đổi, rồi sau tôi mới gói lại tất cả và giải quyết các cái vấn đề chung của cái nội dung mà chúng ta được quan tâm, đúng không? Thì cái cách làm thứ hai này tôi nghĩ rằng cũng là một cách làm rất là hay, và cái sự diện cẩn trọng đó chính từ diện chính y tế thôn bản chúng ta đã tự rút kinh nghiệm, chứ không phải là diện, không phải là một cái định hình mà chúng tôi yêu cầu là phải như thế. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là chính y tế thôn bản chúng ta đã ở cái giai đoạn là bắt đầu rút được kinh nghiệm và biết cách làm, đúng không? Và chúng ta nhìn một cái điểm nữa, có hai cái điểm mà chúng tôi cần lưu ý anh chị em. Thứ nhất là cái sự hợp tác của hai hoặc là ba người trong những cái buổi mà truyền thông mà có cái sự hỗ trợ, và thường là chúng ta ở một thôn bản, nếu những thôn bản mà có đủ quân số đấy thì chúng ta có một y tế thôn bản và lại có thêm một cô đỡ thôn bản, đúng không? Thế thì khi hai người đi cùng truyền thông thì chúng ta có thể phối hợp với nhau, và chúng ta nhìn thấy cái phối hợp rất là tốt của cặp đôi, của hai cặp đôi. Chúng ta nhìn thấy là cặp đôi thứ hai rất là tốt, ví dụ như là giữa người
truyền thông viên chính là cái anh y tế thôn bản, nhưng mà cái người hỗ trợ là cái cô đỡ thôn bản. Và trong quá trình làm việc thì cô hoàn toàn cũng có thể có những cái nội dung cho cô có thể trao đổi sâu hoặc là đặt thêm câu hỏi để bổ trợ cho những cái câu hỏi, những vấn đề mà anh y tế thôn bản của chúng ta đã nêu ra, đúng không? Vậy chúng ta nhìn thấy là gì, cái sự phối hợp của hai người đấy là tốt. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói lưu ý anh chị em mình đấy là cái kỹ năng mà chúng ta sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng các video clip thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải đặt, chúng ta phải chiếu như nào để cho khi bật hình lên mọi người sẽ xem một cách dễ dàng. Và chúng ta nhìn thấy cả hai tình huống này, cái cách cầm máy, cách dơ cho mọi người xem rất là tốt, cái cách tổ chức mọi người ngồi cùng một phía và sắp xếp để mọi người đều có thể xem được rất là tốt. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm thế này, và chúng ta thử, khi mà chúng ta sắp xếp chúng ta nhớ là thử một cái cách động tác là gì, một người cầm máy như này cho một cái người của mình hoặc là người hỗ trợ hoặc là một cái người y tế hoặc là người dân trong thôn thôi, mình bảo là chị chạy sang góc bên này, xong chị chạy sang góc bên này xem tất cả góc xem có nét không, có rõ không, và khoảng cách thì thường là những máy tính bảng nhỏ chúng ta 7 inch của chúng ta thì chúng ta sẽ ngồi ở khoảng cách tầm độ khoảng 1,5 mét trở lại, đúng không, 1,5 mét, 1,2 mét, đấy, quá lắm là gần 2 mét thôi, chứ chúng ta đừng có để ngồi xa và ngồi vòng cung hẳn, ngồi một cái vòng tròn thì chúng ta sẽ có rất nhiều người sẽ không xem được, đúng không? Và chúng ta nhớ rằng là gì, trong phần trước chúng ta nói rằng những cái buổi truyền thông này của chúng ta chỉ phù hợp với độ khoảng từ 3 đến 5 người, đến 6, 7 người là bắt đầu khó khăn rồi, nhớ cho tôi cái điểm đó. Một cái điểm lưu ý nữa là bên cạnh các cái tài liệu truyền thông mà là chúng ta dùng các cái máy tính bảng ấy, thì chúng ta nhìn thấy là gì, là chúng ta còn có cả cái tranh lật. Thế thì cái đoạn video clip này cho thấy chúng ta thấy là gì, cái người sử dụng tranh này là cầm khá là tốt, đúng không, cái cách cầm tranh, cái cách dơ tranh cho mọi người xem rất là tốt, đúng không? Và khi nếu như chúng ta một số tình huống chúng tôi có gặp là các anh chị em khi mà truyền thông lại hay cầm xong rồi đứng một bên để ngó ngé vào để mình cố mình xem cái tranh, thì đôi khi mình cố gắng mình nhòi người mình xem thì lại phải lật cái tranh theo cái hướng mắt của mình, và đôi khi làm cản trở cái nhìn của những cái người truyền thông ở dưới. Thì anh chị chú ý cho tôi cái điểm là chúng ta sẽ làm sao phải dơ cái tranh ở trước ngực, gần như khi chúng ta dùng tranh thì chúng ta đã phải thuộc bài rồi, biết cái tranh đấy nó có cái gì rồi, chúng ta không phải nhìn vào tranh để diễn giải nữa, mà chúng ta có thể liếc mắt hoặc là nhìn cái thông tin ở phía sau tranh, vì tranh lật nó có hai mặt mà, đúng không, thì chúng ta sẽ liếc cái thông tin ở phía sau để chúng ta tóm tắt. Nhưng mà vì cái việc là chúng ta khả năng đọc nhanh của chúng ta không tốt, cho nên là cái việc mà tôi quay lại cái bước 1, đọc và tìm hiểu tài liệu là cực kỳ quan trọng. Các anh chị sẽ phải đọc rất kỹ, xem kỹ cái tranh đó, xem kỹ cái video clip đó, xem nó nói về điều gì, giống cái tranh cũng vậy, tranh đấy nói về điều gì, và những câu hỏi có liên quan đến cái tranh đó hoặc là những nội dung thông tin có liên quan đến tranh đó thì phải xem rất kỹ và thuộc bài, thì sau đó chúng ta làm truyền thông nó mới dễ. Chứ nếu mà chúng ta chưa thuộc bài vẫn còn phải xem cái tranh đó là tranh gì, vẫn phải lật ra chữ để xem chữ đấy là chữ gì, thì cái việc mà chúng ta có thể nói một cách rõ ràng và cầm tranh một cách thuận lợi cho người xem là rất là hạn chế, đúng không? Đấy là mấy cái điểm chính mà chúng ta cần lưu ý. Ở đây là phần vừa rồi chúng ta đã tóm với nhau một cách nhanh các cái hướng dẫn liên quan đến là sử dụng video clip và tranh trong cái vấn đề là truyền thông.